Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trên kênh tin tức của chúng tôi. Tới với bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong chương trình. Hậu Giang bỏ cấp giấy đi đường cho nhiều hoạt động trở lại. Đắk Lắk chỉ đạo nóng dừng xác nhận giấy ra vào tỉnh. Phú Thọ đề nghị không cách ly 7 ngày với người về từ khu vực cấp độ 1-2. 7 tỉnh thành ở miền Tây liên kết phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Hậu Giang bỏ cấp giấy đi đường cho nhiều hoạt động trở lại. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang quyết định ban hành quy định hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ 17 giờ ngày 19 tháng 10 đến khi có quyết định tiếp theo. Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 72 trên 75 xã thuộc cấp độ 1, còn 3 xã là xã Tân Phú Thạnh thuộc cấp độ 2, thị trấn Búng Tàu thuộc cấp độ 3 và xã Long Thành thuộc cấp độ 4. Theo quy định mới, người dân trong khu vực đang thiết lập vùng cách ly y tế phong tỏa hoặc địa bàn cấp độ 4 trong tỉnh không di chuyển khỏi nơi cư trú, hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm quy định 5K. Người dân trong khu vực cấp độ 1, 2, 3 không di chuyển đến các địa phương đang có dịch cấp độ 4 hoặc khu vực đang thiết lập vùng cách ly y tế trong và ngoài tỉnh. Người từ địa bàn cấp độ 1, 2, 3 được đi lại qua các địa bàn trong tỉnh, trừ khu vực phong tỏa và địa bàn đang có dịch cấp độ 4. Người dân tỉnh Hậu Giang ra ngoài tỉnh trở về hoặc người ngoài tỉnh đi vào Hậu Giang không thực hiện cấp giấy đi đường. Khi vào Hậu Giang phải khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp giám sát phòng chống dịch theo từng nhóm đối tượng. Các chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh tiếp tục được duy trì nhằm kiểm soát người và phương tiện di chuyển từ các địa bàn có dịch vào tỉnh Hậu Giang. Đối với địa bàn thuộc cấp độ 1, các hoạt động được mở trở lại, bao gồm hoạt động trong nhà như hội họp, tập huấn, hội thảo và hoạt động ngoài trời. Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy, nội địa, hàng hải, lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được hoạt động, nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải. Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối được hoạt động trở lại nhưng có kế hoạch và phải chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống, chợ đêm được hoạt động, chủ cơ sở đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quyết định. Giáo dục đào tạo trực tiếp hoạt động đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế. Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự hoạt động có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch hoạt động có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Với 3 xã thuộc cấp độ 2, 3 và 4, các hoạt động được quy định cụ thể từng trường hợp theo từng cấp độ. Đắk Lắk chỉ đạo nóng dừng xác nhận giấy ra vào tỉnh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải không phải xác nhận giấy ra vào tỉnh cho bất kỳ trường hợp nào. Chiều 19 tháng 10, trao đổi với báo chí, ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác nhận, vừa chỉ đạo dừng xác nhận giấy ra vào tỉnh cho người dân. Theo ông Cảnh, trước đây, người dân có nhu cầu ra ngoài tỉnh yêu cầu phải được Ủy ban Nhân dân tỉnh xác nhận bằng văn bản, do đó tỉnh giao lại cho Sở Giao thông Vận tải thực hiện nhiệm vụ này. Ông Cảnh lý giải, bà con có nhu cầu đi qua các tỉnh có chốt chặn nên tỉnh tạo điều kiện xác nhận cho mọi người đi lại thuận lợi. Đây là tạo điều kiện chứ không phải bắt buộc, tuy nhiên nhiều người dân hiểu nhầm là ra vào Đắk Lắk buộc phải có giấy này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, trước thông tin trên báo chí và phản ánh của người dân, tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải dừng và không phải xác nhận giấy ra vào tỉnh cho bất kỳ trường hợp nào nữa mà sẽ căn cứ theo quy định chung để thực hiện. Khi được phóng viên đề cập trong văn bản ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải giải quyết đề xuất của cá nhân, tổ chức có nhu cầu ra vào tỉnh không đề cập đến nội dung giấy xác nhận là không bắt buộc, ông Võ Văn Cảnh cũng thừa nhận văn bản cũng có phần dễ gây hiểu nhầm. Như báo chí phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản ủy quyền Sở Giao thông Vận tải giải quyết các đề xuất của cá nhân, tổ chức có nhu cầu ra vào tỉnh trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận và giải quyết nhiều văn bản của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc công dân từ Đắk Lắk đến các tỉnh, thành phố và ngược lại bằng phương tiện cá nhân. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của công dân giữa các tỉnh, thành phố, kịp thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Sở Giao thông Vận tải căn cứ vào các quy định, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về các thủ tục ra vào tỉnh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau khi văn bản ban hành, nhiều người dân trên địa bàn Đắk Lắk bày tỏ việc không hài lòng trước việc ra vào tỉnh phải đến Sở Giao thông Vận tải để xin xác nhận. Việc này vừa gây phiền hà, vừa bất hợp lý, vừa tốn nhiều thời gian của người dân. Phú Thọ đề nghị không cách ly 7 ngày với người về từ khu vực cấp độ 1, 2. Thưa quý vị, Phú Thọ đề nghị các tỉnh không áp dụng cách ly 7 ngày đối với người dân đến hoặc trở về từ các địa phương thuộc tỉnh Phú Thọ được xác định tình hình dịch bệnh là cấp độ 1, 2 theo nghị quyết số 128. Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Yên Bái để trao đổi về việc phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho người đến hoặc trở về từ tỉnh Phú Thọ. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị 3 địa phương trên phối hợp áp dụng đúng các quy định tại nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đồng thời có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, sản xuất, đảm bảo nhu cầu đi lại, sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân. Trong đó đề nghị không áp dụng biện pháp cách ly 7 ngày đối với người dân đến hoặc trở về từ các địa phương thuộc tỉnh Phú Thọ, được xác định tình hình dịch bệnh là cấp độ 1 và 2 theo nghị quyết 128 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, từ ngày 13 tháng 10 đến nay, phát hiện 128 ca mắc COVID-19 chưa xác định nguồn lây trong cộng đồng. Phú Thọ đã kịp thời, quyết liệt triển khai, thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây lan, kiểm soát dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đến nay, tình hình cơ bản đã được kiểm soát. Căn cứ vào kết quả sàng lọc, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn theo quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thông báo đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cụ thể, cấp độ 4 gồm 2 xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao. Cấp độ 3 gồm 3 xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao và xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh. Các cấp độ 2 và cấp độ 1 là các địa bàn còn lại của tỉnh Phú Thọ. Bảy tỉnh thành ở miền Tây liên kết phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 10, Hội nghị trực tuyến liên kết phối hợp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội giữa 7 tỉnh, thành, khu vực Nam Sông Hậu đã được tổ chức. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cho biết, đến nay các địa phương đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Nghị quyết số 128 trên NQCP của Chính phủ là cơ sở để thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho rằng, thực hiện nghiêm túc nghị quyết 128 trên NQCP không nên mỗi nơi, mỗi chỗ ban hành quy định riêng, làm khó cho người dân và doanh nghiệp. Ông Thành nói, Thủ tướng đã chỉ đạo, nếu mỗi nơi, mỗi chỗ tự ban hành quy định thì chắc chắn chúng ta tự làm khó mình và khó cho cái chung. Tôi đề nghị chúng ta nên tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết 128 và các hướng dẫn của Bộ Ngành Trung ương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng đề xuất các tỉnh nên chia sẻ thông tin tình hình cấp độ dịch. Theo ông, việc lập các chốt liên tỉnh chỉ kiểm soát dịch chứ không phải kiểm soát việc đi lại lưu thông. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết Bạc Liêu áp dụng cấp độ 2. Bạc Liêu áp dụng cấp độ 2, còn các tỉnh như thế nào? Trong phòng chống dịch bệnh, chúng ta phải thống nhất. Quan điểm của tỉnh Bạc Liêu là vẫn giữ nguyên chốt chặn liên kết các tỉnh, không thể dỡ ra được, ông Thiều nói. Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết, dù có thể áp dụng cấp độ 1 nhưng Hậu Giang đã chọn cấp độ 2, không phải không đánh giá đúng theo tinh thần nghị quyết 128 và quyết định 4800 của Bộ Y tế, nhưng chọn sao cho đảm bảo an toàn, nới lỏng dần từng bước vì nguy cơ dịch bệnh vẫn còn. Ông Thanh nói,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường mong muốn các tỉnh Thanh Nam Sông Hậu nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung liên kết, phối hợp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, bám sát nghị quyết 128. Các tỉnh cần có cơ chế phối hợp, chia sẻ nền tảng bản đồ COVID-19 và thống nhất phương án quản lý, di chuyển giữa các địa phương, đặc biệt là các địa phương có cấp độ 1 và 2, tạo điều kiện cho người dân lưu thông. Cần thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung về công tác phòng chống dịch để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các tỉnh thành. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội rút lại đề xuất cho học sinh đi học từ 25 tháng 10. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản đề xuất 4 phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên, ngay sau đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phủ nhận thông tin nói trên. Cụ thể, theo văn bản 3582 ngày 18 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn phương án 1. Học sinh đi học trở lại gồm toàn bộ học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn 18 huyện, thị xã. Đối với 12 quận, học sinh học tại trường gồm học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10, 11 và 12 của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 7 và 8, địa bàn 12 quận học trực tuyến tại nhà. Các trường có vốn đầu tư nước ngoài, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng các kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy. Học sinh các cấp mầm non sẽ tiếp tục nghỉ học tại nhà. Tuy nhiên, trưa nay 19 tháng 10, trả lời trên Dân trí, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, phương án đề xuất cho học sinh đi học từ ngày 25 tháng 10 được đưa ra trước đó, tuy nhiên đã rút lại để xây dựng phương án mới. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang chờ đánh giá mức độ dịch theo các cấp độ 1-2 của xã, trên cơ sở đó mới xây dựng phương án cho học sinh đi học trở lại. Ba phương án khác mà Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất trước đó như sau. Phương án 2, học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10, 11, 12 của các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, toàn thành phố đi học. Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 7 và 8 toàn thành phố học trực tiếp tại nhà. Các trường có vốn đầu tư nước ngoài, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng các kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy. Học sinh các cấp mầm non sẽ tiếp tục nghỉ học tại nhà. Phương án 3, toàn bộ học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn thành phố đi học. Các trường có vốn đầu tư nước ngoài, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng các kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy. Học sinh các cấp mầm non sẽ tiếp tục nghỉ học tại nhà. Phương án 4, tất cả các học sinh các cấp của toàn thành phố gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên toàn thành phố sẽ bắt đầu đi học từ học kỳ 2 năm học 2021-2022 ngày 17 tháng 1 năm 2022. Các trường có vốn đầu tư nước ngoài, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng các kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy. Hậu Giang bỏ cấp giấy đi đường cho nhiều hoạt động trở lại. Đắk Lắk chỉ đạo nóng, dừng xác nhận giấy ra vào tỉnh. Phú Thọ đề nghị không cách ly 7 ngày với người về từ khu vực cấp độ 1-2. 7 tỉnh thành ở miền Tây liên kết phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội rút lại đề xuất cho học sinh đi học từ 25 tháng 10.